Kelly Marie Tran được cho vai diễn chính trong bộ phim Raya and the Last Dragon của Disney. Nữ tài tử người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Tran sẽ là ngôi sao mới trong bộ phim hoạt hình của Disney Raya and the Last Dragon, là một bộ phim giả tưởng mang nhiều ảnh hưởng từ truyền thuyết và văn hóa của Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, Disney cũng tiết lộ một chút về bộ phim bằng hình ảnh nhân vật Raya được tạo bằng máy tính và chiến mã đáng tin cậy thức của cô, mà nhà làm phim mô tả là sự kết hợp giữa một con gấu và phiên bản côn trùng của loài tattoo chín đai. Kính thưa quý vị, cô Kelly Marie Tran giành lấy vai diễn chính nữ lệch của nữ tài tử của người Canada Casey Staley. Bộ phim do Don Hall và Carlos Lopez Estrada đạo diễn, nhà viết kịch Quy Nguyễn và Everly Lam là biên kịch. Raya và The Last Dragon lấy bối cảnh vương quốc Kumbanbra, nơi mà loài rồng và con người chung sống hòa thuận cho đến khi quái vật Duruun xâm lược và buộc loài rồng phải hy sinh để cứu nhân loại. Kính thưa quý vị, bộ phim sẽ được theo dõi hành trình của Raya, thân là nửa công chúa, nửa chiến binh, đi tìm con rồng cuối cùng để cứu Kurumanra khỏi thế lực xấu xa. Quý vị thân mến, nữ tài tử Awkwafina sẽ đóng cùng với cô Kelly Marie Tran trong vai Sisu, là một con rồng trong hình dạng người cần sự giúp đỡ của Raya để lấy lại sức mạnh và quay lại hình dạng rồng thực sự của mình. Kính thưa quý vị, cô Tran vừa làm nên lịch sử với tư cách là nữ tài tử gốc Đông Nam Á đầu tiên đóng vai chính trong một bộ phim Walt Disney Animation Studios. Cô Kelly Marie Tran được biết đến qua vai diễn Rose Tico trong phim Star Wars The Last Jedi năm 2017 và Star Wars The Rise of Skywalker năm 2019.